Rồi Phố xin chào cả nhà. Trở lại kênh về xe của Phố nha. Thì bữa nay Phố có làm 3 cái máy và mua 3 cái bình xăng Thái về canh. Rồi sẵn làm clip nói sơ lược về cái mà canh xăng để cho anh em mình hiểu luôn nha. Thì bình này là bình Thái cả nhà. Bình này là bình Thái. Đây. Thì sao chưa? Thì mấy bình này mình xé bọc rồi, còn bình này là mình chưa xé bọc nha. Đó. Thì mình mua 3 bình. Thì cái giá bình nó là 1 triệu ngoài nha. Thì mình báo 1 triệu ngoài thôi, mình không báo chính xác giá là nghe anh em. Tại nó có nhiều loại nha. Nó có 3 loại. Xịn nó có 3 loại. Và low. Low thì nó cũng có 3 loại luôn nha. Nhưng mà cái này là loại xịn nha. Thì 3 bình. Rồi thì bắt đầu Phố trước tiên thì Phố quay bình xăng trước đi. Đây. Bình xăng kêu bằng là đồ xịn thì nó có khác nha mọi người. Thì Phố chỉ cho anh em cách phân biệt cái bình xăng xịn và bình xăng lô luôn. Thì bình xăng xịn á, cái bê tông của nó, cái nước xi á rất là đẹp. Cái thứ hai nữa bên đây đó là bằng thau. Còn cái lớp xi ngoài nó mà nó rất là đẹp thì nó rất là sắc sảo. Cái thứ nhất. Thêm cái nữa là cái lò xo này nè. Đó là bằng inox luôn. Nó không hết đâu nghe cả nhà. Là inox. Đây, cái thau này cái thau inox nè. Đó cái thau inox mà mình dẫn hết nha. Còn cái này lại không hết luôn. Rồi, cái đặc biệt nữa là ở đây có cái gạch ngang. Thì thường thường mấy cái bình lô á cả nhà thì nó không có cái lằn gạch ngang này nha. Chứ cái viên bi ở đây, viên bi ở đây là viên bi này, viên bi bự nha. Bình lô thì nó cũng có viên bi nữa mà viên bi nhỏ. Nhưng mà cái lằn gạch ngang này thì nó không có nha. Rồi thêm một cái nữa là cái nước gam á. Thì mấy cái bình mới bây giờ á, cái nước gam nó không giống như hồi xưa cả nhà. Cái nước gam của nó kiểu bằng là nó gam kiểu như là gam hộp á, gam nhám nha. Còn mấy bình hồi xưa á là mấy bình nó bóng luôn. Mấy cái bình là để mình có mấy cái bình hồi xưa để mình lấy ra. Nãy giờ mình quên luôn. Đây. Đây cả nhà phân biệt cái bình hồi xưa với cái bình bây giờ. Hai cái bình này là hai cái bình theo xe. Rồi để Phố để dành xài xe nhà chứ Phố không có bán cả nhà. Thì cái nước gam của nó bóng luôn, nó bóng toàn thân. Đó. Nó cũng có cái dấu gạch ngang. Nó cũng có viên bi, và viên bi bự. Đó, cũng giống nhau nha. Nó chỉ có khác biệt là cái nước gam á. Bây giờ thì đồ bây giờ mà nó không có sắc sảo như hồi xưa. Đó, hồi xưa thì cái bằng là cái bình xăng của nó nước gam cái bằng rất là chắc, rất là cái bằng sắc sảo nha. Rồi thì trước tiên thì Phố quay cho anh em mình cái cách phân biệt cái bình kim với bình lô thôi. Chắc đây có cái bình lô này Phố quay luôn. Kiểu quay phim thì cái nhà Phố thì không có chuyên nhiều quay phim. Thì có nhiều cái video nó không có được hay á, không có được hoàn hảo nha. Rồi đây cái bình lô. Cái bình lô á thì nó đổ cái nước nhôm á bóng luôn nha. Bóng giống như cái bình hồi xưa. Nhưng mà đây cái gạch này nó không có cái gạch ngang nha. Đó, nó không có cái gạch ngang. Đó anh em mình nhìn nha, để ý nha, nó không có cái lằn gạch ngang. Và viên bi của nó nhỏ hơn nha, nó nhỏ hơn cái viên bi zin. Đây anh em mình nhìn kỹ nha anh em. Đó, viên bi đây nó nhỏ hơn cái viên bi zin. Anh em nhìn trong ngày nhìn là biết liền nha. Viên bi zin thì nó bự hơn. Bình viên. Rồi
Cái tiếp nữa là Phố nói về sơ lược cái mà canh xăng cho anh em mình hiểu. Mình tuyên bố với anh em một câu, không có ai mà chỉ ở trên mạng này mà anh em về nhà canh xăng được cái máy nó tròn, trừ khi anh em có cái cơ bản biết chút đỉnh về nó thì anh em canh mới được nha. Chứ còn anh em mà tay ngang á, anh em kêu mình chỉ á, hướng dẫn cho anh em canh á, thì sẽ không bao giờ được. Và mình dám chắc với anh em luôn, không có ông anh nào, không có ông thầy nào và không có ông ship nào mà cái bằng hiệu mà chỉ cho anh em mà ở nhà canh được cái máy mình xăng cho nó ngọt mà anh em không có cơ bản nha. Anh em muốn canh cái máy ngọt á, nó có rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất, lửa của anh em phải chuẩn, phải đạt nó mới được, nó mới làm cái máy của mình ngọt. Chứ bây giờ ví dụ mình xăng nó ngọt rồi á, lửa nó không đạt, nó không đủ, hay là nó chập chờn cái gì đó, thì cho dù anh em có canh cỡ nào đi nữa cũng vẫn không ngọt nha. Thêm một cái nữa là cái máy của anh em làm quan trọng là cây cam. Cây cam của anh em mà anh em đi canh không đúng, có nghĩa là cây cam nó không được á, nó cái bằng mấy cái gối, mấy cái ấy á, mấy cái mình thì dở gì nói chuyện với mọi người, kêu bằng mấy cái gốc cam á, nó không chuẩn rồi á, thì anh em đi cái máy cũng không được luôn. Khỏi nói gì cái xe độ, xe zin thôi. Nhưng mà anh em mua á, anh em thay mấy cái cam á, mấy cái cam tàu lao vô á, cái xe của anh em chạy không được luôn, mình xăng chỉnh không ngọt luôn, xe zin thôi. Chứ anh em đừng nói tới xe độ, là một cái. Thêm một cái nữa, anh em á, cái dàn hơi của anh em á, anh em phải biết làm xe độ, anh em phải biết canh đúng cái dàn hơi của nó. Còn cái thứ, còn thêm một cái nữa, anh em canh cái dàn hơi á, cái dàn hơi của anh em có đủ hơi không, nó có đủ hơi không. Ví dụ anh em canh hụt hơi, cái bình xăng của anh em canh cũng không được. Rồi anh em canh cái dàn hơi cái bằng là nó sát quá, có nghĩa là nó đầy quá đó. Mình nói cái đơn giản nó dễ hiểu anh em, mình canh nhưng mà cái dàn hơi nó đầy quá, nó sát quá, thì cái máy của anh em canh cũng không được luôn. Có thể anh em canh được, nhưng mà anh em chạy á, cái cảm giác cái máy á, nó khác biệt lắm. Nó không phải như là kiểu như là nó tròn, nó đủ á, chứ bằng nó cái máy, cái cơ cấu máy mà nó đủ hết trơn, toàn phần á, thì cái máy nó đi mới được, mình canh nó mới ngọt được nha anh em. Thì Phố á, thì dở gì nói chuyện, cái giải thích này kia nó cũng không có được kêu bằng là tỉ mỉ hoàn hảo nha cả nhà. Nhưng mà những gì Phố nói thì anh em mình hiểu nha. Anh em bình xăng, canh xăng rất là khó canh. Anh em đừng có nghĩ là mua bình xăng vậy rồi, rồi ở trên mạng nó chỉ anh em thay lắc lưa này, thay lắc lưa kia, thay lắc lưa nọ vô nó hết, không bao giờ hết đâu. Có những anh em canh chỉnh nó hết á, anh em hên thôi, hên thôi, chứ không phải là anh em hay đâu, không phải là chỉ mà anh em canh được đâu. Bây giờ mình thấy mình nói ra thì nó đụng chạm rất là nhiều. Kiểu mà những anh em mà kêu bằng qua YouTube để kiếm tiền lên nói ba sàm ba láp á, giải tầm bậy tầm bạ cho người ta để mà người ta vô xem á để được tiền á, thì mấy anh em đó thì thôi xác định hại người ta thôi, chứ không phải là giúp người ta đâu. Chỉ tầm bậy tầm bạ, người ta canh, người ta mua về, người ta chỉnh, người ta kêu bằng là có nhiều anh em điện cho mình á, canh chỉnh các kiểu mà vẫn không ngọt, rồi đem lại đây cho mình. Thì mình cũng có nói trước, nếu mà máy mình làm thì mình xăng mình canh, còn máy mình không làm thì anh em hỏi đem lại cho mình canh xăng, hỏi đem canh xăng nha. Tại vì trong cái máy mình làm á, cái dàn hơi Phố đi làm sao, cam cũng Phố làm sao, Phố biết Phố canh được. Chứ còn anh em đem máy lại nhiều khi canh cho anh em, đâu phải bình xăng này canh dễ đâu, có thể canh 2-3 tiếng đồng hồ mới rồi chiếc xe. Rồi anh em ăn thì công nhiêu đó, với chiếc xe Trung Quốc anh em ăn thì công nhiêu. Rồi ví dụ như lỡ mà nạt lên thử xe này kia, ví dụ như ra ngoài đường bị công an bắt được 2 triệu. Thứ hai, xe nó hư, nó gãy dơ, nó bể bê tông, nó có bóc được 2 triệu. Bởi vì nhiều, có nhiều anh em đem cho mình không canh được như vậy. Còn trong phạm vi của mình làm, mình biết độ của mình canh thì mình làm. Bởi vì có nhiều anh em đem lại kêu anh canh mình xanh, thì Phố không canh nha. Thì sẵn anh em nào mà có xem kênh của Phố
thì thông cảm thành phố cái chỗ đó nha. Tại sao anh em làm máy được, anh em canh xăng không được? Kiểu như mà anh em ăn thịt xong rồi còn xương nữa, anh em đem được cho mình nhai để cho mắc cổ hay sao? Rồi thì nói chung là công việc của phố rất là nhiều, có rất là nhiều anh em bình luận kêu phố chỉ và hướng dẫn cách canh này nè. Thì phố cũng không có thời gian nữa, nhưng mà bữa nay sẵn có mấy bình dân này thì sẵn làm clip gửi lời đến những anh em mình hiểu để biết, chứ không phải là muốn ăn là bay vô ăn anh em, không phải ốc muốn lễ là lễ đâu nha. Nếu mà được hết, nếu mà dễ làm mà được á, thì thợ người ta đâu có đi học nghề, người ta đâu có kêu bằng là bỏ công sức mấy năm trời đi học nghề anh em. Rồi thì video này phố làm, có anh em nào phố có nói cái gì mà hơi quá đáng, hơi kiểu bằng hơi đụng chạm gì đó thì cũng mong anh em mình thông cảm nha. Nếu mà mình không có nói rõ này kia nguyên nhân và những cái vách phá mà để cho anh em mình hiểu á, thì anh em mình sẽ không hiểu. Nhưng mà mình nói thẳng quá thì đụng chạm, thì có đụng chạm thì cho phố gửi lời đến anh em thông cảm cho phố nha, nói đi cho anh em mình hiểu, chứ không phải mà để lên đây ngồi nói mà để kiếm tiền như YouTube nha. Có những anh em mà lên đây nói ba tàm ba láp mà để kiếm tiền á, thì thôi anh em nó làm ơn góp đừng có chỉ tàu lao cho người ta nữa, để người ta về người ta làm, không được tội nghiệp cho người ta. Rồi thì thôi phố kết thúc video tới đây, thì anh em bà con theo dõi phố thì mấy cái xe này, mấy cái bình xăng này thì phố sẽ làm vô cho những chiếc xe mà phố đang làm, những cái máy phố đang làm, thì anh em mình theo dõi những cái video tiếp theo, bấm cái chuông đăng ký kênh, bấm cái chuông, sau khi mà phố đăng video lên á thì anh em mình sẽ nhận được cái thông báo và mình vô mình xem video giải trí nha mọi người. Video là mình xem giải trí trong thời gian nghỉ ngơi nha, mình có thể mình tiếp thu được kiến thức này kia cho mình nha mọi người. Rồi thôi phố xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà những video kế tiếp nữa nha, bye bye.